Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn công thức cắt may quần đùi mặt nhà. Trước tiên, chúng ta cũng kéo một đường thẳng dọc và một đường thẳng ngang. Mình đặt điểm này là điểm A. Từ điểm A này chúng ta sẽ tính xuống là hạ đáy. Hạ đáy thì bằng vòng mông chia 4 và cộng cho vòng mông chia 10. Vòng mông của mình là 88, chia cho 4 thì được 22, và cộng cho vòng mông chia 10, tức là cộng 9 nữa, sẽ là bằng là 31. Và chúng ta đặt điểm này là điểm B. Và chúng ta kẻ một đường thẳng vuông góc. Tiếp theo chúng ta tính ngang đáy. Ngang đáy thì bằng vòng mông chia cho 4 và cộng vòng mông chia cho 10. Thì ở đây là vòng mông của mình là 88 mà chia cho 4 thì được 22. Vòng mông chia cho 10 thì được 88 nữa. Ta làm tròn là 9. 9 mà cộng cho 22 thì được 31. Ta đặt điểm này là điểm C. Và từ điểm C chúng ta sẽ vào đáy. Theo công thức là vòng mông chia 20. Vòng mông của mình là 8,8 mà chia cho 20 thì chúng ta sẽ được là 4,4. Chúng ta đặt điểm này là điểm D. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt thước thẳng và vuông góc với hai đường ngang. Chúng ta lấy một dấu. Và từ vị trí dấu này chúng ta lấy vào là 1 cm ngã đáy. Chúng ta đặt điểm này là điểm E. Từ điểm E chúng ta sẽ tính vào ngang eo. Ngang eo thì bằng vòng mông chia cho 4 và cộng cho 1 cm. Vòng mông của mình là 88 mà chia cho 4 thì được 22. Và cộng thêm cho 1 nữa thì bằng là 23. Chúng ta nối điểm D và E lại với nhau. Từ đường ngang đáy chúng ta lấy lên là 8 cm. Chúng ta đặt điểm này là điểm H. Và chúng ta sẽ nối hai điểm CH lại với nhau. Đoạn thẳng CH chúng ta sẽ chia làm 2. Và chúng ta sẽ nối xéo góc lên như thế này. Bây giờ mình sẽ đánh cong vòng đáy. Mình tô đậm lại đường ngang eo. Từ điểm C chúng ta sẽ đặt thước vuông góc với các đường ngang. Và chúng ta sẽ vẽ một đoạn thẳng như thế này. Từ đoạn thẳng này chúng ta sẽ lấy vào 2 cm. Và sau đó ta cũng vẽ một đoạn thẳng. Chúng ta vẽ đoạn thẳng CI bằng 6 cm. Tiếp theo ta lấy dài quần. Thì từ điểm A chúng ta sẽ lấy xuống là 29 cm. Và chúng ta đặt điểm này là điểm N. Chúng ta sẽ nối N và Y lại với nhau. Các bạn có thể đánh cong đoạn thẳng IN cong lõm vào 0.5 mm. Miệng túi tại sườn là 17 cm. Có thêm phần lưng cho nên mình cho miệng túi ở sườn hơi lớn.
và miệng túi ở lưng là nem xanh. Bây giờ chúng ta sẽ cho thêm đường mây, lưng 3 xanh và lai chúng ta cho 3 xanh. Vòng đáy đường mây là 1 xanh. Sườn là 1,5 xanh. Và lai chúng ta chưa đường mây là 3 xanh. Sườn trong chúng ta chưa 1,5 xanh. Bây giờ mình sẽ vẽ đường mây. Có một vài vị trí chưa thêm đuôi cá, cho nên các bạn chú ý theo dõi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.